Mụ vợ tham lam. Tôi đi câu đây bà nó ơi. Từ sáng tới giờ mà chưa câu được gì, chuẩn bị về thôi. Dạ, được rồi, một chú cá đã mắc câu. Ông lão ơi, ông làm ơn làm phúc, thả tôi trở về biển đi. Ồ, một con cá biết nói ư. Xin ông, hãy thả tôi về biển. Tôi hứa là sẽ trả ơn ông. Ông muốn gì tôi cũng đồng ý. Được rồi, ta sẽ thả ngươi về với biển cả. Cảm ơn ông lão. Ông lão cần gì cứ nói với tôi, tôi sẽ trả ơn cho ông. Ta không cần gì cả, hãy trở về với biển cả đi nhé. Ông đi câu mà sao lại về nhà tay không thế kia? Không hiểu hôm nay lũ cá tôm kéo nhau đi đâu hết, tôi không câu được gì cả. Mà có chuyện này lạ lắm bà nó ơi. Chuyện gì mà lạ cơ? Mãi đến cuối ngày tôi mới câu được một con cá vàng, nhưng vô cùng kỳ lạ, nó biết nói cơ bà nó ạ. Gì cơ? Nó biết nói ư? Đúng vậy, nó xin tôi thả nó về biển. Nó nói tôi muốn gì nó sẽ trả ơn, nhưng tôi không cần gì cả và đã thả nó xuống biển rồi. Sao ông lại ngốc quá vậy? Lẽ ra ông phải bắt con cá đó trả ơn cái gì chứ? Sao ông không đòi một cái máng lợn? Cái máng lợn ăn nhà mình gần vỡ hết rồi còn gì. Mau, ông mau đi đi. Cá vàng ơi! Ông lão, ông có chuyện gì thế? Cá vàng ơi, hãy giúp ta với. Vợ ta muốn một chiếc máng lợn mới. Máng lợn nhà ta đã mẻ hết cá rồi. Ông lão ơi, đừng lo lắng. Ông cứ về đi, tôi sẽ cho ông cái máng lợn mới. Chà, thật kỳ diệu. Chúng ta đã có một chiếc máng lợn mới. Ông thật là ngốc. Bảo ông đi xin chiếc máng lợn là ông chỉ xin chiếc máng lợn thôi sao? Sao ông không đòi cá vàng cho thêm một ngôi nhà thật đẹp nữa? Nhưng mà không có nhân nhị gì hết. Ông đi ngay đi, tôi không muốn sống trong túp lều lụp sụp này nữa. Cá vàng ơi, bà vợ ta lại muốn có một ngôi nhà mới. Ông lão ơi, trời sẽ phù hộ cho ông và mụ vợ của ông sẽ có một ngôi nhà mới thật đẹp. Chà, ngôi nhà quá là đẹp. Con cá thật tài ông nhỉ. Ông lão nè, tôi nghĩ rồi, bây giờ tôi lại muốn trở thành phu nhân. Hả, bà nó nói cái gì? Ông hãy đi xin cá vàng đi. Hãy nói với nó tôi muốn làm phu nhân, chắc chắn nó sẽ đồng ý thôi. Ông hãy đi ngay đi. Cá vàng ơi, có chuyện gì thế ông lão ơi? Mụ vợ ta đã chán ngôi nhà mới rồi, giờ mụ muốn trở thành phu nhân. Ông lão đừng lo, vợ ông lão sẽ trở thành phu nhân. Ông cứ về đi. Bà đã trở thành phu nhân rồi, bà đã hài lòng rồi chứ? Giờ ta không muốn là nhất phẩm phu nhân nữa, ta muốn làm nữ hoàng của vương quốc này. Nữ hoàng ư? Đúng vậy, ngươi hãy lập tức ra biển nói cho con cá kia biết đi. Mau lên. Cá vàng ơi. Ông lão ơi, có chuyện gì thế? Mụ vợ ta vẫn chưa bằng lòng, bà ấy không thích làm phu nhân nữa, bà lại thích làm nữ hoàng. Ta không biết phải làm sao nữa. Ông lão cứ yên tâm về nhà đi, vợ lão sẽ thành nữ hoàng như bà mong muốn. Bà lão, bà đã trở thành nữ hoàng thật rồi. Vô lễ, ta giờ đã là nữ hoàng cao quý, ai là bà lão của ngươi nữa chứ? Ngươi mau ra biển tìm con cá vàng, nói với nó rằng ta không thèm làm nữ hoàng nữa. Ta muốn làm Long Vương ngự dưới Long Cung, để con cá phải hầu hạ và nghe lời ta. Không được đâu, bà không thể làm thế được. Tại sao lại không thể? Ta muốn con cá vàng kia phải phục tùng ta. Hãy đi mau, nếu không ta sẽ sai quân lính trừng phạt ông. Cá vàng ơi, hãy giúp ta. Cá vàng ơi, mụ vợ ta giờ lại đổi ý, muốn làm Long Vương để có thể sai bảo cá vàng. Ôi, lâu đài của tôi, nhà của tôi, máng lợn của tôi.
số phận. Kỳ thi lần này, chức Trạng Nguyên sẽ nằm chắc trong tay của mình. Chị nghĩ thôi đã thấy vui rồi. Mà cũng phải thôi, mình là người học rộng biết nhiều, khắp cả vùng này chẳng ai bì kịp. Bọn trẻ tụm năm tụm ba rì rầm gì thế nhỉ? Này, chúng bay có biết thằng Tí bên làng bên không? Nghe nói nó giỏi lắm, không có chuyện gì là không biết cả. Đúng đúng, cái gì nó cũng biết, hỏi gì nó cũng trả lời được. Ơ, anh Hào, bọn bay đúng là lũ con nít. Cái thằng đấy thì giỏi giang cái gì, có giỏi bằng ta không mà đòi. Anh không biết đấy thôi, đến người lớn còn phải ngưỡng mộ nó cơ. Ôi trời ơi, chắc là toàn ăn móc nói mò mà đúng chứ gì. Ta còn lạ gì, ta đây vốn dĩ là một học trò xuất sắc, sắp sửa ra kinh thành ứng thí kỳ thi mà chúng bay không ngưỡng mộ, lại đi ngưỡng mộ cái thằng oắt ấy làm gì. Nhưng mà đó là thật đấy ạ. Được rồi, để ta thử nó xem có đúng như lời đồn không. Ta chỉ cần hỏi một câu thôi, đố nó trả lời được đấy. Bọn bay đi tìm nó đi, lát ta đến sau. Vâng ạ. Chờ đó mà xem nhé, còn ai dám vượt mặt ta nữa không. Tí ơi, cậu đây rồi. Có chuyện gì mà tìm tới thế? À, anh Hào muốn tìm cậu để thử tài. Năm nay anh ấy sẽ ra kinh thành ứng thí đấy. Kìa, anh ấy đến rồi. Đâu? Tí là đứa nào? Là cậu ấy đấy. Chà, người bé tí tẹo, y hệt cái tên. Còn anh ấy là học trò ưu tú của làng tớ đấy. Anh ấy còn sắp sửa ra ứng thí kỳ thi sắp tới cơ. Nghe nói nhóc thông minh giỏi giang lắm, ta đây muốn kiểm chứng một chút có được không? Vâng, anh cứ hỏi đi ạ. Tự tin gớm nhỉ. Được rồi, giờ nhóc nhìn cho kỹ nha. Giờ nhóc có thể cho ta biết con dế sau lưng ta còn sống hay đã chết không? Nếu nó trả lời là con dế còn sống, mình lập tức bóp chết nó. Còn nếu nó nói con dế này đã chết, mình sẽ thả tay ra để nó chạy đi. Thông minh là nó phải thế chứ. Này, lúc nãy cậu có nhìn không? Con dế còn sống hay đã chết? Chắc là còn sống, nãy tớ còn thấy nó bò mà. Tớ lại nghĩ nó chết rồi. Sao cậu biết? Ờ thì đoán thế thôi. Thế nào nhóc, có trả lời được không? Đấy, bọn mày thấy chưa? Tìm tình thích rồi kìa. Số phận nằm trong tay anh đó. Thế là thế nào? Sao không trả lời trực tiếp vào câu hỏi? Nói lảm nhảm cái gì thế? Nếu em bảo con dế đã chết thì anh sẽ thả nó chạy. Còn nếu em bảo còn sống thì anh sẽ bóp nó chết. Anh có thể thay đổi mọi thứ nếu anh muốn. Như vậy chẳng phải là số phận nằm trong tay anh sao? À, thì ra thế. Đúng rồi đấy. Tí giỏi quá. Thằng này ghê thật. À, phải rồi. Giỏi giang gì chứ? Chẳng có cái gì nằm trong tay ta hết. Ờ, vậy con dế đâu rồi? Tài thật đó. Ôi da, con dế này, sao mày lại cắn tao chứ? À, đau quá. À, à. Đứa nào bắt hộ ta con dế ra với? À, à. Chú chó trung thành. Nào, Vạnh giỏi lắm. Dũng, em có thể bảo con cúng ngừng sủa không? Ồn ào quá, chị còn phải học bài. Chị xuống chơi đi, con Vịnh đáng yêu lắm mà. Mẹ mới mua nó cho em đấy. Ơi, chị thương, để chị bôi thuốc cho em nha.
Đồ đáng ghét, chết mày này, mày dám động đến công chúa của tao hả? Không sao đâu, không sao đâu. Sao chị lại ngược đãi vệnh như thế hả? Ngược đãi cái gì? Em không thấy là con mèo của chị bị nó tấn công thế này à? Nhưng con mèo tranh đầu ăn của cún trước. Cái lời chó xấu xí, tối ngày chỉ biết sủa inh ỏi, đến mà ghê. Không hiểu sao mẹ và em lại thích chúng. Chị đừng nghĩ xấu về chúng như thế. Chó là loài động vật rất trung thành và sống tình cảm nữa. Chị thử làm bạn với vệnh xem. Không thèm. Đi ra đi. Mèo mèo. Biến đi chỗ khác, đồ xấu xí, bẩn thỉu. Tối nay ba mẹ và em Dũng có việc nên về trễ. Con nhớ cho vợ ăn uống tử tế. Mà mẹ thấy em Dũng nói là nhiều lần con đối xử không tốt với vợ đâu nhé. Làm gì có chuyện đó ạ? Con ở nhà nhớ đóng cửa cẩn thận rồi cứ ngủ trước đi. Vâng ạ. Mày đừng hòng ra ngoài làm phiền tao nha. Con vợ đáng ghét lại sủa bậy rồi, mình phải xuống cho nó một trận mới được. À! À! Giỏi lắm, hôm nay có em chị mới được an toàn. Cảm ơn em nhiều lắm, chị thật ân hận vì đối xử không tốt với em. Yên tâm đi, chị sẽ băng bó cho em. Những chiếc gối mới. Mẹ ơi, con về rồi. Chào con yêu. Mẹ ơi, ngày mai có ngày hội đấu gối ở quảng trường đấy mẹ ạ. À, sẽ có một cơn mưa lông vũ tuyệt đẹp như mưa tuyết ấy mẹ. Vậy sao? Mọi người sẽ dùng gối chiến đấu với nhau cho đến khi chiếc gối rách tung ra. Nỗi buồn sẽ bay theo lông gối mẹ ạ. À, quyết liệt thế cơ à. Mẹ đi cùng con nha, vui lắm đấy ạ. À, được rồi, mẹ sẽ đi. Sarah, Sarah, Sam, cậu đi đâu về thế? Tớ vừa ở tiệm giặt ủi về. Cho cậu này. Wow, đẹp quá. Cảm ơn cậu. À phải rồi, mai cậu có đi ngày hội đấu gối không? Mai tớ lại có việc bận rồi. Cậu đi vui nha, tạm biệt. Chiếc mũ đẹp đấy. Vâng ạ, là Sam cho con đấy ạ. À, thôi, con lên vẽ gối đây. Mẹ, nhìn kia. Tiến lên. Ôi, mẹ ơi, thích quá. Cháu có muốn cô giúp không? À, dạ, không ạ. À, cảm ơn cô. Mẹ ơi, về thôi, con nóng quá rồi. Sarah này, tại sao hôm nay con không rủ bạn Sam đi cùng? Bạn ấy bận mẹ ạ. À, tiệm giặt ủi nhiều việc lắm. Con có muốn mua cho Sam một cây kem để cảm ơn về chiếc mũ hôm qua không? Hay đấy mẹ ạ. À, Sam, Sam ơi. Sarah, chào cô ạ. À, cho cậu này. Cảm ơn cậu về chiếc mũ hôm qua. Cảm ơn cậu. Ờ, cái gối này cậu lấy ở đâu ra vậy? Ờ, tớ lượm ở quảng trường lúc sáng. Thế mà hôm qua cậu bảo bận không đi được.
lại nhặt đúng cái gối của tớ nữa mới hay chứ. Sarah, có thể Sam đến không phải để đấu gối như con, đúng không Sam? Nhanh lên mẹ ơi. Bà ơi, cháu tặng bà chiếc gối này. Chúc bà ngủ ngon ạ. Cảm ơn cháu. Bà cháu nói ban ngày họ rất vất vả, ban đêm họ đáng được ngủ ngon, nên cháu và ba sẽ thu lại những chiếc chăn cũ bẩn, mang về tiệm giặt, tối hôm sau trả lại cho họ. Hôm nay họ còn có thêm cả gối nữa, chắc là ngủ sẽ ngon lắm mẹ nhỉ? Đúng đấy, gối em thế này cơ mà. Năm sau tớ sẽ không chơi đấu gối nữa đâu. Bọn mình cùng đi lượm bông về nhồi gói nha. Nhất trí nha. Nhất định thế. Mẹ sẽ làm tài xế giúp hai bạn vận chuyển gói. Quyết tâm. Hãy like, comment, subscribe kênh để xem thêm những video mới nhất nhé.